Chào mừng các bạn đã đến với cơ khí tự động Funas. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm giếng trời tự động thông minh. Máy kính tự động giếng trời thông minh là một trong những sản phẩm ưa chuộng nhất hiện nay. Có hai dạng đóng mở là nâng lên hoặc trượt ngang, hoạt động một cách tự động để lấy gió, lấy nắng một cách chủ động. Khi có mưa hoặc trời tối thì giếng trời sẽ tự động đóng lại. Nguyên lý hoạt động được lập trình sẵn rất thông minh. Giếng trời tự động giúp ngôi nhà của bạn luôn trong trạng thái thông thoáng, đối lưu không khí hiệu quả, luôn tạo cảm giác thoải mái trong ngôi nhà. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funas.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.